mong rằng hai đứa mình thành đôi, để hai chúng ta sẽ kết duyên vợ chồng. Một tiếng thôi mình đi hết đoạn đường đời, sông cạn đá mòn mình vẫn nắm chặt tay. Anh xin cảm ơn đời vì được người anh thương, để ta sớm hôm lo cây hái dung trồng. Ngày mai kia cao trầu xin đưa lối, đám cưới tưng bừng cho hai họ được làm xuôi gia. Em ơi, hôm nay đám cưới đôi mình, bà con hai bên đến chúc mừng ngày đám cưới. Pháo nổ tưng bừng cùng bao lời chúc nhau, nâng chén rượu nồng cho duyên hòa mãi chẳng dời. Đám cưới tụi mình vui thiệt là vui. Đôi ta kết duyên lành sẽ một lòng bên nhau, bởi thế gian chỉ có em là vợ hiền. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mãi đẹp tình phu thê. Cảm ơn đời vì được người anh thương, để ta sớm hôm lo cây hái dung trồng. Ngày mai kia cao trầu xin đưa lối, đám cưới tưng bừng cho hai họ được làm xuôi gia. Bà con hai bên đến chúc mừng ngày đám cưới, pháo nổ tưng bừng cùng bao lời chúc nhau, nâng chén rượu nồng cho duyên hòa mãi chẳng dời. Đám cưới tụi mình vui thiệt là vui. Đôi ta kết duyên lành sẽ một lòng bên nhau, bởi thế gian chỉ có em là vợ hiền. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mãi đẹp tình phu thê. Mình nên duyên một mối tình son sắt, hạnh phúc trọn đời mãi đẹp tình phu thê. Rộn ràng nhà ai à, rộn ràng mâm trầu mâm bánh, kết duyên là duyên vợ chồng, ý à là duyên vợ chồng. Tưng bừng pháo cưới kết hoa, muôn màu muôn sắc quá là vui. Đám cưới rộn ràng nhà ai à, rộn ràng quán bà quán bá, quán viên nâng ly mà chúc mừng, chúc cho hai người hạnh phúc đến trăm năm, con cháu sum vầy đầy ắp tiếng cười vang. Từ lâu anh đã ước ao, ước cho chúng mình sớm chiều bên nhau. Thương em anh có miếng trầu cây, mong em giữ lấy nỗi giấy tờ hồng. Giấy tờ hồng anh thương anh nối,
giấy tờ hồng xe mốn đường duyên. Rồi, thấy hai góc rồi đủ rồi. Đang đưa đây. Đứng rồi đẹp quá nói. Vâng, rồi rồi. Thưa các bạn, các bác trong quý tộc và họ nhà trai chúng ta, hôm nay gia đình ông bà Thắng đã chuẩn bị tất cả những sính lễ và thân mời tất cả cô bác chú dì trong thân tộc và ngoài giúp cho gia đình đi đón cháu dâu cháu Ngọc Bích ngày hôm nay. Trước sự hiện diện của tất cả các bậc cao bác trong quý tộc và nhà trai chúng tôi, tôi rất hân hạnh được ông bà Thắng cậy nhờ tôi là đại diện cho gia tộc và nhà trai và cũng là chính thức là trưởng đoàn cháu dâu. Giờ đây các bậc cha bác cũng đã hiện diện trong giao phòng lễ tân này rồi, tôi xin một lần được tuyên bố thay lời cho ông bà chủ hôn gửi lời cảm ơn chân thành tới các bậc cha bác chú dì trong thân tộc hồi hoàng đã nhận lời mời của gia đình hiện diện đến đây để tháp tùng trong phái đoàn đón dâu, giúp cho bà chủ hôn đón cháu dâu Ngọc Bích về làm dâu con ông bà Thắng, về làm vợ anh Hiếu và làm cho chắc gia tộc của chúng ta. Giờ đây trước sự hiện diện của quý vị, tôi xin được một lần nữa gửi lời chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị. Và để khai mạc thì xin được mời bà Thắng nhận bó hoa để trao cho người con trai của mình kia. Rồi bó hoa ở phía trước, rồi cầm trao cho người con trai. Để một lát nữa đây tới nhà gái, cháu sẽ trao lại cho người bạn đời của mình. Và tiếp theo nữa, mời bà Thắng tới phía trước để kiểm tra lại một lần cuối những sinh lễ mà hai ông bà đã chuẩn bị. Quý vị đứng nhìn đó đi. Rồi, nếu mà có đầy đủ không thiếu sót gì thì ông bà sẽ tự tay đóng nắp nó vào kem đấy là và phủ khăn lên trên vào kem đó và ấy. Rồi từ tay đóng nắp nó quả kem đó là hai ông bà như là cùng nhau đóng nắp luôn. Hai ông bà tình cảm mà hai ông bà cấm. Rồi đóng nắp một lượt đi xong rồi phủ khăn một lượt xong rồi. Rồi cái xin lễ bánh phu thê thì chỉ cần phủ khăn thôi. Rồi cái quả kem trà rượu đấy có thể là để nguyên cái trà rượu xuống rồi chúng ta để nắp lại. Năm năm nó trong luôn. Rồi nghiêng mọi người thấy được rồi phủ nắp lại. Rồi phủ khăn lên nhá. Rồi nhân tiện đó thì hai bà sẽ trao những quả kem đó cho các cháu luôn. Tôi đứng ở đây, tôi hướng dẫn chúng ta làm những đó. Các cháu nhận sinh lễ đó rồi chúng ta mang ra xe luôn nhé. Rồi sau khi các cháu nhận sinh lễ rồi thì chúng ta ra phía trước cổng ba để chúng ta đứng ở phía trước cổng ba đó để cho mọi người ra phía cổng ba để chúng ta chụp một tấm hình lưu niệm đã rồi chúng ta mới ra xe luôn. Nếu đôi mình đã thật lòng
yêu rồi em chưa dâu hay ngài ngùng thẹn thùng. Chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi, em đừng ôm ấp hay giãi bày cùng lòng anh. Em chỉ mong sao chúng mình suốt đời gần dù đời nhiều đổi thay nhưng trọn đời mình yêu nhau. Em chỉ mơ ước thế anh làm vừa lòng không. Em ơi dù cho sóng gió còn nhiều, lòng anh vẫn ước rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi. Dù mình gian khó trong mái tranh nghèo vang tiếng cười bay trẻ thơ, mong ước thế thôi ước mơ sau này chiều chiều em ra cửa đó. Kể chuyện ngày chúng mình gặp nhau, anh viết thư tình mà anh không dám trao đến cho em. Thôi đừng nhắc nữa kêu anh thẹn thùng rồi này. Ai bảo anh thoa ấy chẳng tỏ bay. Này người yêu ơi chẳng tỏ bay sao em. Em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Còn nhiều lòng anh vẫn ước mơ rằng dù ngàn gian lao anh nguyện không thay đổi. Kể chuyện ngày chúng mình gặp nhau, anh viết thư tình mà anh không dám trao đến cho em. Thôi đừng nhắc nữa kêu anh thẹn thùng rồi này. Ai bảo anh thôi ấy yêu
trăng tỏ bay sao em. Em cũng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Này người yêu ơi, trăng tỏ bay sao em. Ta cùng biết đến đã yêu rồi chẳng rời nhau. Con đường, con núi, con sông, tình còn mãi mãi ban đầu.
cho nhau. Chia nhau cay đắng buồn vui, nắng mưa không ngại vẫn một lòng thủy chung. Dù cho gió bể đổi thay, mãi luôn suốt đời chẳng câu chia liền. La 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 la. Bên nhau nên nghĩa đã vàng, giữ câu ân tình có bầu có tha. Đường dài nở những nụ hoa, rộn ràng câu hát đậm đà yêu thương. Mấy sông cùng lội, mấy đèo cũng qua. Đường nào càng khó càng xa, tình càng thâm thiết mặn mà ai ơi. La 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 la. Yêu nhau nhớ mãi tiếng cười, nhớ khi hồi ngộ, nhớ lời kết giao. Con đường, con núi, con sông, tình còn mãi mãi mặn nồng cho chia nhau cay đắng buồn vui, nắng mưa không ngại vẫn một lòng thủy chung. Dù cho dấu vết đổi thay, mãi luôn suốt đời chẳng câu chia liền. Mày có gì nghĩa là có gì thì có lại đấy, tôi mới nói được. Nó có cái sinh lễ đầu tiên mà chúng tôi muốn trao là dứt khoát là bà con phải đứng ra nhận. Để kiếm có người khác còn đưa ra chứ không gì. Đấy, kiếm ngồi đây. Dạ, còn nói gì đâu. Nói bộ còn nói bộ đâu, nói bộ đâu. Dạ, nói bộ đâu. Kiếm ngồi đây. Vâng. Thưa vị đại diện, quý tộc còn gái. Thưa ông bà, chủ hôn ông bà cùng công, cùng toàn thể các bậc và cha bác trong quý tộc còn gái và người diện. Tôi là một lần nữa được đại diện cho họ tộc nhà trai chúng tôi cũng chính thức là trưởng đoàn của Ấn Độ. Hôm nay chúng tôi dẫn cháu và hiếu đến đây cùng với những sinh đẻ mà chúng tôi mang đến để xin được đón cháu Ngọc Đức về làm dâu con của Thắng, làm vợ cháu hiếu và làm cháu sắc của tộc chúng tôi. Chúng tôi cũng đã được đón tiếp tại sảnh phòng lễ tân của quý tộc nhà gái và đã cho phép chúng tôi được thông qua cái nghi thức xin nhập gia. Vì vị đại diện cũng đã nói là hôm nay là hai nhà như một rồi, thì thông qua các thủ tục cái nghi thức mà nó mang tính cách là nghi lễ mà nó không coi như là mình đã là thành công gia rồi, cho nên là ông đã cho phép chúng tôi được thông qua nghi thức đó. Và trước là xin được mời ông đại diện và chúc sức khỏe ông nhé. Xin cảm ơn ông đại diện và xin mời tất cả cô bác quý vị hai họ nhé. Cái việc kế tiếp nữa là chúng tôi đã mang những sinh lễ gồm 6 quả kem. Và quả đầu tiên là một chiếc áo dài cưới theo truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Cái áo dài cưới mà mẹ chồng tương lai của Ngọc Bích đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi và mong ước là ngày hôm nay được chính thức trao cho người con dâu của mình. Và thông qua người mẹ của cháu, giờ đây xin được mời bà chủ công lên trên này cùng với một bác của cháu, bác gái của cháu lên trên này thay cho mẹ cháu để chính thức trao cái quả kem này cho người con dâu, cho cháu mặc vào để làm lễ như quy của họ tộc nhà gái chúng tôi, và sau đó chúng tôi được đón cháu về với một cái trang phục đầy tình thân thương này ạ. Còn tự nhiên để cho camera chụp các hình lưu niệm. Đây là chiếc áo dài cưới mà tâm đắc của mẹ chồng của cháu muốn là kể từ hôm nay người con gái nào mặc chiếc áo dài cưới này vào sẽ là một người mà gia đình rất yêu thương và trân trọng như là một thành viên trong gia đình, và sẽ đùm bọc để che cho tới cuối đời.
Rồi, xin quý vị một tràng hoa tay. Cảm ơn tấm lòng của bà Khánh ạ. Rồi cảm ơn bà Bác và trở về vị trí. Rồi có thể chị hai cháu cho chị hai ngồi ngoài lát thôi. Đã bông lát để cho dâu ra. Chúng tôi xin được tiếp tục trước khi chúng tôi trình xin lễ lên quý vị, mà việc đầu tiên là một cái xin lễ chúng tôi vừa trình vừa trao cho bà chủ công để cho cháu dâu của chúng tôi mặc vào ra cả cái xe heo và sẽ làm tiếp cái cuộc việc tiếp theo, và chúng tôi sẽ trình tiếp những xin lễ còn lại. Và bây giờ thì tôi được thân thưa quý vị là trong đoàn là nói dâu của chúng tôi gồm có bố của cháu và các bậc cha bác của dòng tộc nội ngoại của chúng tôi cũng có mặt tương đối đầy đủ để tiếp nhận và đón cháu Ngọc Bích về làm dâu con gia tộc chúng tôi. Và lát nữa đây khi có sự diện của cháu Ngọc Bích rồi thì chúng tôi sẽ trình tiếp những xin lễ mà chúng tôi mang đến là xin được đón cháu. Xin nhận lời cho anh Dũng xin đáp lời ông vị đại diện họ nhà nhà trai cũng như toàn thể cô bác chú gì kính trọng hội nhà trai. Tôi xin phép qua cũng được đại diện cho họ nhà gái cũng như ngày hôm qua có một số ông bà cô bác chú gì cũng đã hiện diện, cũng đã được dự kiến tất cả những người giới thiệu đây rồi. Hôm nay tôi cũng xin phép và giới thiệu sơ qua lại để cho các vị nào hôm qua chưa có thì sẽ được dự kiến, còn những vị nào mà đã có biết rồi thì cũng xin thông qua. Đây là bố mẹ của cô dâu là ông Bảo Thùng Công, còn đây là bác cả bác Linh anh của bà Thùng Công, còn bác kế là bà chị gái của ông Thùng Công, rồi bà kế bên cũng là bà chị gái của ông Cùng Công, còn ông chú cuối cùng tức là em trai út của ông Cùng Công, và một số anh em cũng đang tiếp khách và đang ở trong trong nhà đang chuẩn bị để đưa em dâu đi. Thì xin phép quý vị là tôi xin giới thiệu dòng họ nhà gái của chúng tôi gồm có những người đang hiện diện nơi đây, và xin phép ông đại diện của ban và bên họ nhà trai cho phép chúng tôi được đưa cháu dâu ra để trình diện hai họ, và rồi để chúng ta tiếp tục làm nghi thức tạ ơn Thiên Chúa cũng như kính nhớ tổ tiên, và trước hết là trong nghi thức lễ kính nhớ tổ tiên và gia tiên thì tôi cũng xin thông báo với quý vị cái chương trình của họ nhà gái của chúng tôi. Thứ nhất là đưa cháu dâu ra để trình diện hai họ, rồi sau đó hai cháu rể sẽ trao bông cho cô dâu, và hai con em của chúng ta sẽ mở quả ống đại diện sẽ giới thiệu những cái lễ vật mà bên nhà trai đưa sang bên nhà gái chúng tôi để dâng kính lên ông bà tổ tiên ngày hôm nay. Rồi kế tiếp là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì xin Chúa chúc lành cho cuộc hôn lễ của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp, và sau đó hai em sẽ sang bên bàn thờ cạnh để vái nhang tạ ơn tổ tiên đã sinh thành dưỡng dục chúng ta để có ngày như hôm nay. Đó là cái chương trình hôm nay bên họ nhà gái tôi sẽ trình bày với quý vị. Bây giờ xin phép quý vị cho chúng tôi được đưa cháu dâu ra để trình diện hai quý họ. Rồi mời cô dâu ra nào. Rồi các nước rồi xin hai họ cho tràng vỗ tay một cô dâu rất là xinh đẹp. Rồi trao bông ha, cô dâu giải trao bông các bạn. Hai người cho mặt nhà. Thưa vị đại diện đại tộc, trước khi quý tộc họ nhà gái thực hiện là tiếp các nghi thức tiếp theo trong cái lễ hội thi này, cho phép chúng tôi được giới thiệu người bác của cháu, vì lý do là ngày hôm qua và lý do rất đặc biệt là lý do sơ xuất mà mẹ của cháu đã không mang cái đôi bông tai trong cái lễ đính hôn, để sau khi mà quý vị chấp thuận cho cái lễ đính hôn của chúng tôi rồi
thì mẹ của cháu sẽ chính thức trao đôi bông tai là một cái kỷ vật để tặng cho người con dâu tương lai làm tin. Nhưng mà vì lý do rất là về đó mà hôm nay chúng tôi cũng muốn là để trước khi quý vị tiến hành cái nghi thức lễ cưới tiếp theo thì cũng xin được mời bác lên thay mặt cho mẹ cháu lên trao đôi bông tai mà ngày hôm qua mẹ của cháu đã xin rất không kịp trao. Xin mời quý vị cũng thông cảm cho mẹ của cháu nhé. Cảm ơn cháu, ba bà con và em xin trao đôi bông tai một ngày hôm qua mà muốn làm một cái kỷ vật để trao tặng cho người con dâu của bà Thắng. Rồi bác của cháu thì có tuổi rồi nhưng mà mắt vẫn còn tinh lắm. Tinh lắm. Thưa quý vị, đây là một đôi bông tai là một kỷ vật mà mẹ của cháu muốn trao cho cháu ngày hôm qua. Bởi vì còn phần nữ trang mà mẹ của cháu muốn cho cháu thì khi mà đón cháu về nhà trong cái lễ tân hôn của nhà trai chúng tôi thì mẹ của cháu sẽ có gì sẽ cho tiếp ạ. Và xin mời bác trở về vị trí đi ạ. Và giờ đây tôi giờ nhờ hai cháu sẽ mở cái cửa ở đây đằng sau đây tôi không rời bắt cầm ra. Dựng nó lên. Rồi hai cháu đây cầm một con bông mình bên cạnh đi nha. Để đặt cái dụng trước. Đúng như phần này. Thưa với quý tộc họ gái đang hiện diện và quý khách nữa, xin lễ của chúng tôi mang đến để xin được đón cháu đến và cái quả đầu tiên mà chúng tôi muốn trao gửi ngày hôm nay là đã trao gửi cho bà chủ công rồi, là một chiếc áo dài cưới mà chúng tôi đã nói về cái ý nghĩa cũng như tâm nguyện của mẹ chồng của cháu. Và những quả tiếp theo là quả thứ nhất là cũng có chầu cau. Đây là cái ước nguyện này, coi như đây là cái lễ vật mà đặc trưng của cưới hỏi người Việt Nam chúng ta không thể thiếu được. Và thông qua cái quả kem này, chúng tôi cũng cầu chúc cho tình yêu của đôi nam nữ đã hôm nay đã trở thành tình yêu của tình nữ vợ chồng sẽ thủy chung song sắt như thủy tích đầu câu người Việt Nam chúng ta. Và thông qua cái quả kem này, chúng tôi cũng được muốn trao gửi một phẩm vật của chúng tôi là một cái tiền cưới theo phong tục tập quán của người Việt Nam chúng ta. Và kem tiếp theo là những chiếc bánh hỏi, những chiếc bánh phu thê. Và cũng mong ước từ ngày hôm nay hai cháu cũng sẽ trở thành đôi vợ chồng và sẽ thủy chung son sắt, cũng như là tình yêu của hai cháu sẽ bền chặt, cũng như là thấm tình mặn nồng, cũng như những phẩm vật mà cái bánh phu thê này mang lại. Và quả kem tiếp theo nữa là một cặp trà và rượu. Đây cũng là đồ ăn thức uống của người Việt Nam chúng ta, cùng với một mâm xôi con gà. Thưa quý vị, theo phong tục của người Việt Nam chúng ta về văn hóa ẩm thực thì đồ ăn thức uống này thể hiện cho sự ấm no đầy đủ của một gia đình mới. Về đồ ăn thức uống này, nó gần như là một đồ ăn thức uống cao sang và sang trọng mà chỉ có ở một gia đình ấm no hạnh phúc thôi. Thì chúng tôi cũng mong ước
đôi vợ chồng mới ngày hôm nay cũng sẽ được có một một gia đình, xây dựng được một gia đình mới ấm no hạnh phúc như chúng tôi mong ước. Và sau cùng là một mâm ngũ quả truyền thống của người Việt Nam cũng muốn dâng tặng cho các đấng bậc tổ tiên ông bà trong những ngày lễ Tết cũng như là những ngày vui mừng của trong gia đình. Ngày hôm nay chắc chắn rằng cũng là một ngày trọng đại, ngày vui của gia đình, và chúng tôi mong ước, mong muốn rằng người con trai, người cháu trai của chúng tôi ngày hôm nay có được một tổ tiên mới. Chúng tôi mong ước lúc này Hiếu sẽ bên của em này đứng trước bàn thờ tổ tiên, và sẽ vì bàn thờ tổ tiên không, cháu sẽ đứng ở trước bàn thờ tổ tiên và cháu cúi xuống, cháu đứng trước bàn thờ tổ tiên quay tới trước bàn thờ tổ tiên, cháu cúi xuống, cháu bái lại ba đại để thể hiện cái lòng kính nhớ nhé. Nghi thức này để nhắc nhở cháu Hiếu kể từ ngày hôm nay cháu có một tổ tiên mới để kính nhớ và phụng thờ. Và thông qua cái quả khen này cũng cháu Hiếu cũng muốn có một phong bì để xin lễ cho tổ tiên mới của cháu kể từ ngày hôm nay. Thưa với quý tộc, trên đây là những xin lễ mà gia tộc cha chúng tôi mang đến để xin được đón cháu Ngọc Đức. Ước mong những xin lễ này tuy đơn sơ nhỏ bé nhưng thể hiện tất cả những tấm lòng thành của ông bà Thắng cũng như gia tộc của cha chúng tôi. Mong ước vị đại diện cũng như ông bà chủ công chấp nhận cho những xin lễ này của chúng tôi và thuận tiện cho phép chúng tôi được đón cháu Ngọc Bích về làm dâu con gia tộc của chúng tôi một cách thuận tiện và dễ dàng. Xin cảm ơn vị đại diện cũng như quý vị đã lắng nghe sự trình bày của chúng tôi. Vâng, xin cảm ơn vị đại diện cũng như quý tộc họ của nhà trai. Tôi thấy cảm thấy rất là vui mừng và rất là thấy là cảm thấy quý vị cũng đã thương đến con em của chúng tôi về làm dâu, và quý vị cũng đã đem sang tất cả những cái sính lễ và tất cả những lễ xin cho tổ tiên. Chúng tôi cảm thấy rất là hài lòng và vui mừng. Cảm ơn quý vị. Chúng tôi xin tiếp nhận những cái lễ vật này để dâng lên tạ ơn Thiên Chúa cũng như tạ ơn tổ tiên đã sinh thành ra cháu dâu và để cho hai gia đình chúng ta kết hợp lại làm một. Xin cảm ơn quý vị cho phép chúng tôi được nhận lễ vật, và xin quý vị, giờ thời gian thì chắc chắn nó còn dài nhưng mà chúng ta muốn chuẩn bị một thời gian để cho nó phù hợp, để cho các cháu về bên họ nhà trai để chuẩn bị để đón tiếp khách mừng lễ hôn ngày hôm nay, thì xin phép quý vị hợp ý với họ nhà gái của chúng tôi để dâng lên tạ ơn Thiên Chúa trong cái ngày hồng phúc này. Chúa đã trao ban cho chúng ta một cái gia đình mới và hai họ chúng ta được kết hợp lên làm một, thì xin Chúa thánh hóa chúc lành cho hai gia tộc của chúng ta, hai họ chúng ta và cũng như một gia đình mới ngày hôm nay. Thì xin quý vị chúng ta đứng lên và cùng nhau ca ngợi Chúa. Cho đã hội cái đường nguyện xin Chúa hồi ban đoái nghe lời con thiết tha tình thương bên ban qua ngày đêm nguyện thân xác hồn cản làm con chưa lấy Chúa con tin thật có hồn nhân Chúa trời bây nhiêu điều ấy cùng các điều ấy thay đổi thì con tin vững vàng vì Chúa là đấng cao quý và chân thật vô cùng đã ban truyền cho hội thánh ngài. Lạy Chúa, con đóng cậy vững vàng vì công việc Đức Chúa Giêsu. Vì Chúa là đấng phép ta và đồng hành vô cùng
vì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Chúa, Chúa đã thương con lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con mà cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cam tâm toàn nghe lời yêu cùng Chúa. Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con tôn thờ, hôm nay gia đình hai họ dòng tộc của chúng con có một đôi gia đình mới đứng trước bàn thờ Chúa để dâng lên với Chúa mọi vui buồn sướng khổ của cuộc đời của chúng con, và nhất là hôm nay hai gia tộc chúng con đang chuẩn bị một lễ tiệc mừng cho hai cháu. Và xin Chúa thánh hóa chúc lành cho hai gia đình, cho hai gia tộc, cho hai suy gia và tất cả họ hàng nội ngoại hai bên của hai họ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng ta cũng hướng về mẹ Maria, mẹ luôn thương dìu dắt mọi gia đình, mọi nơi, mọi chỗ. Và ngày mai là ngày dựng, là tháng dân kính, tháng hoa cho Đức Mẹ và giáo xứ của chúng ta. Chiều hôm nay sẽ khai mạc tháng hoa, vậy chúng ta cũng hợp ý dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng bằng những lời kinh, tiếng hát. Kính mừng Maria, đầy ơn phú, Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã bao giờ và bây giờ và hằng có và đời đời. Amen. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng, dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ thiên thái, mẹ hiền vi, mẹ chính là nữ vương, là thần sứ, là mẹ con dâng mẹ đây tâm hồn, đây tí con, ta đi vang tại hiện tại với tương lai. Đơn thiên toàn con cường khuya gắng đi tới chung lên mẹ là gương mẫu của đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, mẹ chính là nữ vương, là thần sứ, là mẹ con. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Phần tôn kính Thiên Chúa và tạ ơn Thiên Chúa và mẹ Maria đã kết thúc. Giờ xin mời hai em chúng ta ra bên bàn thờ cạnh bàn thờ tổ tiên và kính thưa các vị bậc tổ tiên. Hôm nay gia đình dòng họ của chúng con có một thành viên mới. Hôm nay chúng con chính thức, chúng con được mạnh khỏe, bình an và trong tương lai một gia đình hạnh phúc. Xin các ngài truyền cầu, xin các ngài cầu bầu cùng Chúa, cho xin Chúa ban ơn cho gia đình, cho hai gia tộc của chúng con được bình an trong những ngày sắp tới. Và bây giờ hai con cúi vái lại bàn thờ tổ tiên, ba vái. Vâng, xin mời hai con trở về vị trí cũ. Kính thưa tổ tiên đã xong, bây giờ phần cúi tế
thì chúng tôi cũng xin được trao cháu dâu cho Kiến Vi để hai cháu về thành một gia đình mới và để có cuộc sống mới. Bây giờ đây xin mời bà Kính và chủ hôn trao con dâu cho bà và bác đại diện trao cháu dâu. Từ đứng lên đứng cháu cháu chụp. Bà chụp câu chỉ có thể cầm tay của người con gần mình trao cho bác của cháu đi ạ. Rồi một cái rất tượng trưng rồi lát nữa trở về nhà thì bác của tôi sẽ trao cháu lại cho. Và tôi sẽ cảm ơn con cháu của chúng tôi lên xe hoa thì trước tiên xin phép quý vị để cho bố mẹ đứng lên để chúc lành cho hai cháu đi trên con đường vững bước về đến nơi bình an và một gia đình hạnh phúc. Xin mời hai bố mẹ xin chúc lành cho hai con. Hai con quay sang bên bố mẹ này và xin chú sẽ đặt tay lên tràn rệ và chúng ta sẽ đặt lên đầu con để chúc lành cho hai em, đặt tay trên đầu và chúc phúc cho hai con. Và có muốn lời nói lời gì cho con cơ quan đệ thì trước ta vẫn con về chào mọi người, bố cũng bác để tay lại cho cháu chụp hình, để tay lên đầu mà cúi đầu xuống tí xíu vậy. Rồi xong rồi. Ông là ông xin đức dâu á. Ông ngồi xuống. Xin thưa quý vị đại diện ngũ tộc, trước khi chúng tôi chính thức nói lời xin dâu, cho phép chúng tôi được đôi phút để hướng dẫn người cháu trai của chúng tôi thể hiện cái đạo lý làm người, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Giờ đây xin được mời ông bà Đình Công có thể đứng lên trên mày, đứng trước mặt hai con để cho phép chúng tôi được hướng dẫn người cháu của chúng tôi. Với cháu Hiếu ngày hôm nay, trước khi cháu muốn đón vợ của mình về để làm cho con ông bà Thắng thì bác cũng giúp cháu nói với cháu, giúp cháu nói với bố mẹ cháu đôi điều cho con muốn không ạ? Để cho cháu tự tin hơn vì không biết rằng địa phương với hậu phương của bên nhà vợ có mặn mà hoặc là thương yêu cháu không, thì qua cái nghi thức này thì chắc chắn rằng cháu sẽ nhận biết được cái điều đó. Giờ đây cháu tiến tới nắm tay bố mình thấy này, hai tay nhá, nắm hai tay và nhìn thẳng mặt bố để bác nói giúp cháu câu này. Cha ơi, mẹ ơi, được gọi hai tiếng mẹ cha là con cũng được chung bà chung ông. Chúng con nên nghĩa vợ chồng, nhờ bao lo lắng nhọc công mọi người, con xin ghi nhớ trọn đời họ hàng cô bác cầu trời chở che để được chọn nghĩa phu thê, cho con được đón đích về nhà dâu. Xin lành đời con khấn cầu, cuối xuống xin bố mẹ một cái cúi đầu với con. Nếu như bà Trùng Công chấp thuận cho cháu Hiếu, cho Hiếu được đón Bích về làm vợ và làm dâu con nó mà thắng, thì hãy tiến tới ôm con một cái thật chặt được không ạ? Rồi hai bố con ôm nhau. Xin chào. Hóa tay ạ. Con biết điều này là Hiếu sẽ tự tin hơn phải không ạ? Rồi thì sẽ có một hậu phương rất vững chắc để giúp đỡ cháu nhá. Còn với Ngọc Bích, lúc này bác biết rằng tinh thần của cháu cũng không ổn định, buồn vui lẫn lộn. Giờ đây lúc này trước khi bước lên xe hoa về nhà chồng, chắc chắn rằng cháu có đôi điều muốn nói với bố mẹ. Cháu có nói được không? Có muốn bác nói chú không?
rồi con nó vuốt rồi bắt đầu nghĩ rồi giờ cháu hãy quay qua mẹ nắm đưa bông cho hiểu nè, quay nắm lấy hai tay mẹ đưa nè, tiến tới nhìn thẳng mặt mẹ để bác nó vuốt cháu tôi này. Mẹ ơi, 9 tháng cư mang công gia dưỡng dục không mà nghỉ ngơi, dù có đi bốn phương trời lòng con sẽ nhớ suốt đời nơi đây, nơi con khôn lớn từng ngày, công cha nghĩa mẹ dạng này các vi, giờ con chẳng nói được gì, nhận con một lời, con đi theo chồng, cúi xuống lại mẹ một lần thế nào, rồi quay qua lại bố một lần. Và nếu như bà công có thuận ý cho người con gái của mình bước lên xe hoa về nhà chồng để chúc phúc cho con thì hãy tiến tới ôm con một cái thật chặt để thể hiện là sự chúc phúc và tình yêu mến ạ. Xin quý vị và chào báo tay để cảm ơn tình yêu của anh là con ạ. Vâng, chắc chắn rằng là qua cái những tựa này cháu sẽ ấm lòng hơn khi bước lên xe hoa, không ta phải đến tới điểm gì nữa. Rồi cảm ơn ông bà con, xin ông bà có thể về chỗ được ạ. Giờ đây chúng tôi chính thức được nói lời xin dâu, xin vị đại diện cũng như ông bà chủ công và các tổ xã đáp cho phép chúng tôi được đón cháu Mặc Đức về làm dâu con ông Bảo Thắng, làm vợ anh Hiếu và làm cho chất gia tộc của cháu chúng tôi. Chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời các đấng bậc vì tình yêu thương, vì tình nghĩa hãy cùng với chúng tôi tiễn cháu Ngọc Bích về với phái đoàn họ nhà trai chúng tôi để chúng ta cùng tham dự cái lễ tân hôn tại gia và tộc nhà trai chúng tôi và chúc phúc cho hai cháu cũng như quý vị sẽ sau đó sẽ tham dự trực lễ tân hôn mà gia tộc họ nhà trai chúng tôi đã chuẩn bị để tiếp đãi toàn thể các quý khách cũng như quý tộc họ nhà gái cùng tham dự chung chia niềm vui với họ tộc nhà trai chúng tôi sau đó. Một lần nữa chúng tôi rất hân hạnh được đón quý vị, xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin cảm ơn vị đại diện cũng như tấm lòng của họ nhà trai cũng có nhà kính mời bỏ ra những công cụ để thắp tùng với cháu họ nhà trai về bên nhà chồng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và xin tất cả cô bác chú gì chúng ta chuẩn bị chúng ta theo bên đại nhà trai ra xem hoa rồi chúng ta lên đường để mừng cái lễ thành hôn của bên đàng ta hôm nay. Xin mời chúng ta chuẩn bị nhé. Cũng xin được nói tiếp là xin thân thương với vị quý tộc họ nhà gái thế này vì đại diện về theo phong tục của chúng tôi thì ngày hôm nay những sinh lễ mà chúng tôi mang đến để xin được đón cháu thì ước mong quý vị sẽ nhận hết những sinh lễ của chúng tôi mà chúng tôi chỉ nhận lại những quả kem mà các cháu sẽ đặt lên trên này rồi họ nhà cha chúng tôi sẽ vào tập trong đây để nhận những quả kem đó mang về thôi. Còn những phẩm vật mà chúng tôi mang đến thì rất mong quý vị sẽ nhận hết cho để thể hiện cái lòng thành của quý tộc nhà gái đối với nhà trai chúng tôi. Và trước khi quý vị ra xe tháp tùng với đoàn trước đâu của chúng tôi thì cho phép hai cháu được đứng tại chỗ này nơi bàn thờ tổ tiên để đón nhận những tấm hình lưu niệm hai cháu mong ước được chụp cưới các đấng bậc cho bác của quý tộc họ nhà gái trước khi cháu lên xe của nhà trai. À, chúc với bố mẹ đi nhỉ? Vâng, trước kia là bố mẹ, rồi sau đó là các bác, các cô bác quý vị để cho cháu tấm hình lưu niệm rồi được 5-3 phút nữa thì chúng tôi sẽ mời thân mời quý vị ra rồi, cháu chụp nha. Ngô, rồi mời nhà trai của mình có thể mình ra xe tiếp rồi. Vâng, rồi, có anh chị nào vô chụp không? Trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hiu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chậm chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre,
khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong, tay dù hồng. Lâu, thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều. Cô dâu non dung nhan mặn mà, chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thấy có con lợn quay, rồi đầy mâm, cầu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hiu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nở hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chậm chờn. Đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mỹ miều. Cô dâu non dung nhan mặn mà, chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ, ngộ thấy có con lợn quay, xôi đầy mâm, cầu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cùng tính đi thôi. Nhìn xem anh ơi, ngoài kia đám cưới thật vui.
rực tình yêu đôi lứa. Tiếng hát ca vang lừng chào mừng ngày vui duyên mới. Ông ta sẽ chị hồng đôi lứa thắt chặt tình duyên. Ô vui quá là vui, vui quá là vui, làng ta hôm nay nhà ai đám cưới. Chú rể cười tươi, cô dâu má đỏ trông thật xinh. Dài diệt nga.
chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre ăn màu son sáu màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai cong cây dù hồng, lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y chang mi miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà nhà ai có ông dề quý, chà nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngô thay có con lợn quay, xôi đầy mâm câu đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới. Trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi chuyện chúng mình đã tính sao chưa. Em ơi người tình tôi ơi, em ơi xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Xem duyên mới đam sức dâu về làng.
được và theo ước mong của gia đình. Và giờ đây cho phép chúng tôi được đi vào chương trình cụ thể ngay lúc này. Ai đã được gia đình cạnh thóc cho ba công nhân ở phía sau này? Vâng, thóc cho ba công nhân. Mà chụp mà thấy nó mang cái hình thờ rồi kìa. Để ông chụp. Được, ông chụp cái này. Chụp hết những cái hình sau thì ý là chúng ta về được. Rồi, vừa cạnh ai đó thì các cháu có thể giúp được rồi, xin mời đề nghị bà chủ hôn và bà Văn Thắng có mặt ở trên này để chúng ta đi vào chương trình cụ thể ngay. Rồi mời bà Thắng có mặt ở phòng lễ tân này luôn đi nào để chúng ta đi vào chương trình. Rồi kính thưa vị đại diện nữ tổng, tôi một lần nữa cũng xin được đại diện cho nam tổng chúng tôi cũng là trưởng đoàn đón dâu cũng đã đón cháu Ngọc Bích về với gia đình rồi. Giờ đây trước sự hiện của quý vị quý tộc hai họ cùng du khách đang hiện diện trong phòng lễ tân này, chúng tôi xin được mời quý vị chúng ta cùng tham dự lễ tân hôn tại gia của đồng bào cha chúng tôi. Trước tiên là nghi thức. Trước tiên là nghi thức trao dâu và gửi gấm người con gái của quý tộc Hoàng Nhà Gái cho Hoàng Nhà Gia chúng tôi. Giờ đây xin được mời bà chủ hôn và chủ công lên trên này chính thức cầm tay người con gái yêu quý của mình để trao cho mẹ chồng của cháu trước sự hiện diện của quý con gái hai họ. Rồi bà có nói gì không thì có thể là nhờ vị đại diện Hoàng tộc là nhà gái của quý vị chính thức có lời trao dâu được không ạ? Vâng, xin được mời ông đại diện lên trên này thay cho bà chủ hôn và chủ công chính thức có lời trao dâu để gửi gắm cho cháu với hội đồng kiểm tra chúng tôi. Vâng, kính thưa quý cụ ông cụ bà cùng toàn thể cô bác chú dì cùng bạn quyến thuộc của họ tập học nhà trai, hôm nay chúng tôi cũng rất là vui mừng được hiện diện ở nơi đây và cũng đã đưa cháu dâu về đến gia đình gia tộc tập họ nhà trai và chúng tôi giờ đây chúng tôi rất là hân hạnh. Chúng tôi nhận thấy rằng ở nơi quý tộc họ nhà trai tiếp đó tôi rất là nồng hậu, rồi tôi cũng thấy trong họ tộc cũng như họ nhà trai rất là gia cảnh rất là tốt đẹp. Chúng tôi trao gửi cháu dâu con dâu của chúng tôi cho gia tộc của họ nhà trai, chúng tôi rất là vui mừng và chúng tôi rất là cảm ơn. Và giờ đây chúng tôi chính thức trao cháu dâu cho ông bà ông chủ hôn nguyên đàn trai và họ tộc họ nhà trai chúng ta giây phút hôm nay giờ đây. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay ạ. Và giờ đây bà chủ hôn bà Trần Văn Thắng của chúng tôi đã nhận được một món quà hết sức quý giá rồi. Bà muốn nói điều gì với bà chủ công không ạ? Rồi cảm ơn bà Thắng và xin cảm ơn vị đại diện đến những tổng nữa. Sau khi có vị kiến thức giao dâu và bởi cấm rồi, về đây xin quý vị chúng ta
xin chúng ta tham dự một nghi thức tiếp theo để có sự hiện diện của quý tộc hai họ trong phòng lễ tân của dân tộc Phật gia chúng tôi lúc này đây, nhất là ngày hồng phúc của hai gia đình, chắc chắn là nhờ hồng ân của Thiên Chúa rất nhiều, và nhất là đôi tân hôn nữa. Giờ đây đôi tân hôn cũng muốn hướng lòng lên Thiên Chúa để dâng lời cảm tạ và xin ngài ban ơn. Ngày hôm nay chính thức là ngày hồng phúc của đôi tân hôn, cha mẹ thì đứng bên cạnh chứng giám cái nghi thức này của đôi tân hôn thôi. Chú rể sẽ cầm hai cây và cô dâu dâng hương và vái lạy ba lạy, và sau đó vẫn thờ nhang trên tay. Nhân linh cha và con và thánh thần, amen. Xin vái nhang đức Phật của Thiên Chúa. Cầu xin Chúa Thái Thần, người thương thương biếu con, ban xuống cho con hồng ân trang chứa, trao dồi cho đám ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi quan, đoái chỉ có hoa thơm, ngọn nến và trầm hương. Xin cho những lời nguyện cầu của chúng con dành cho đôi tân hôn lúc này được ghi những đàn khói trầm hương lan lên trước tòa Chúa. Xin Chúa đón nhận và chúc phúc cho đôi tân hôn này. Xin cho anh chị được sống trọn đời hạnh phúc bên nhau giữa đàn con cháu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Chúa. Xin dâng lời cảm ơn hòa theo tiếng hát lên đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con. Xin dâng lời cảm tạ cho đời con được một niềm tin. Xin vâng lời amen. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi. Xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về. Xin dâng lời amen. Chúa lên những nén nhang lòng mình nữa để nhớ về cội nguồn mà kính nhớ tổ tiên. Xin các đấng bậc phù hộ cho bước đầu đời sẽ hiện thành đứa đôi của anh chị. Giờ đây để tỏ lòng kính nhớ, anh chị hãy vái lạy ba lạy trước bàn thờ tổ tiên bắt đầu. Trước bàn thờ tổ dâng hương, tổ tiên soi dẫn tiểu đường con đi, chở che phù hộ gì mẹ cha gánh vác chỉ vì chúng con. Thủy chung một lòng sắc son, công cha nghĩa mẹ giữ tròn là con. Để đặt tin đến đây cô hạnh tất. Xin cảm ơn. Thưa tôi cũng sẽ hãy quay mặt xuống đại diện cho các con nữa.
Và xin được mời bác lên đây có lời nói gì bước phúc cho hai người cháu tuổi. Bác sát sát vào bác. Bác gái sát rồi. Trước hết, nội tộc chúng tôi xin kính chào nội tộc Hoàng Đạo Thái cùng quý vị khán khách. Kính thưa Hoàng Đạo Thái, vì lý do sức khỏe các nhân vật của tôi đã không xuất hiện trên Hoàng Đạo Thái, cái này chúng tôi cáo lỗi, nhất là ông bà Xui là điều thứ nhất. Điều thứ hai là chúng tôi muốn được xin phép thay mặt anh cả, chị cả rồi em út, là vì lý do sức khỏe cho nên không thể vào nơi đây để dự đám tiệc của các cháu được, thì tôi cũng đại diện họ gia tộc họ Đạch Trang là xin cáo lỗi, và tôi cũng xin chúc mừng sức khỏe rồi của quý vị họ Đạch gái đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi cho gia đình chú Thắng được thành công tốt đẹp, và chúng tôi xin chúc chú Thiên Thắng là có con đầu dâu cả, thật là mừng cho gia đình chú. Cuối cùng chúng tôi cũng xin chúc sức khỏe của quý vị họ Đạch gái và quý vị khác, xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn các bạn đã đại diện cho chú tập họ nhà trai Hà Nội, vì lý do được sáng xa xôi cũng như là vì lý do sức khỏe một số quý vị đã không được hiện được, rồi có những món quà gì để trao tặng cho cháu thì vâng bác thân gái thì bác hậu gái hai bác cũng có tin có tiền quà cho hai cháu. Vâng, ba hai bác, ba đứng sáng này cháu chứ. Rồi, hai bác đứng bên cạnh để cho cháu có việc đưa việc. Vâng, và về phía đội tổng thì chỉ có đại diện bác được và đại món được thế thôi ạ. Còn các con nha. Rồi, thế thì để xin phép để các con chúc mừng cho hai em sau đâu. Và giờ đây xin được mời về phía họp mặt nhé. Rồi về phía họp ngoài xin trước tiên xin được mời vợ chồng bác hai đi ạ. Vâng, vợ chồng bác hai lên có lời chúc mừng và chúc phúc cho hai người cháu của mình. Và vợ chồng bác các bốn ở bên nhá. Tiếp theo là tiếp theo xin mời vợ chồng bác Sáu ạ.
Rồi, và chào bác Sáu. Rồi, bác Sáu cầm biết nha. Có lời chúc gì cho hai cháu thì... sát sát vào luôn cho đẹp, quay phim cho nó gọn. Hôm nay là ngày vui quá, quá. Sát sát. Cậu mời có muốn quà mình là cho các chúc hai con trong năm hạnh phúc. Đứng đứng với cháu chứ chụp tấm hình. Đợi tí để chụp hình. Ba nhìn cháu. Ba gái nhìn. Rồi xong rồi. Rồi kế tiếp đây là con của bác Sáu à? Rồi đại diện là các anh chị. Rồi cũng có phần quà để tặng cho anh ơi, rồi đứng lên chụp hình. Rồi. Rồi cảm ơn, và chúng tôi cũng xin tặng như này tập họ ngoài đây, chúng tôi lại thấy có sự kiện của ba vợ chồng bác ta thôi. Rồi sau cùng là thấy gia đình nhà ông bà cụ hôn. Rồi các con với em thì đi lên cùng một lượt và đứng lấy mặt. Bác cả, bác hai thì nói là các con đông quá, tôi cũng có thể nói nó sau, ở phía sau ạ. À. Rồi bây giờ là, rồi bác cũng chưa biết là con của bác nào đây, bác hai hay bác bốn. Rồi bác hai cảm thấy cái này một lần nữa nào. Rồi bác hai rồi, với đại diện, hai đại diện là phần biết thế nào. Rồi bác hai. Chị ấy đứng với chụp hình để chụp hình. Không, để chụp hình. Để chụp hình xong. Rồi xong rồi. Rồi, con bác hai rồi, con bác bốn à, bên sau à. Bác hai luôn à. Rồi, hai là luôn. Anh này, anh chị ơi, anh đi, anh chị đứng sát đi, chụp hình. Bé gái ơi, cho đứng lên trên. Bé gái đứng trên này thấy mặt. Rồi, đứng này, làm kiểu đi. Rồi, đẹp. Rồi, xong rồi, thả tim đi. Rồi, còn anh chị nào nữa không? Còn bác hai. Rồi, còn anh chị nào nữa nè. Rồi. Chưa, anh già hiểu à? Chưa tới được. Rồi, còn bác bốn quá không? Rồi, còn bác bốn nữa đã, để nó bán với còn gia đình sau cùng mà. Trước khi các anh chị của... Rồi, xin cho mời ra đi ạ. Đấy chưa? Các anh chị con nhà bác Lượng lên chưa? Lên rồi. Dạ, đây là bà chủ hôn của phía sân. Đây sân luôn. Rồi. Vâng. Đại diện mình được rồi. Rồi bây giờ thôi, sau cùng là gia đình nhà ông bà chủ hôn đi. Trước tiên là ông bà chủ hôn có phần quà gì để tặng cho người tặng người quê hương của mình nghe. Rồi quê hương đi trước nữa nào. Chú lễ. Rồi bác ơi. Rồi sát. Rồi cũng có một món quà để tặng cho người quê hương quý của mình. Đã rồi xin mời. Ông chủ hôn ơi. Rồi ông cầm cái kia cho bà. Đây, quan. Ông cầm cái đó. Vâng. Rồi ông cầm đó để cho bà, để bà cho ông đứng bên đó thôi. Rồi bà cầm cái gì cho con cái gì? Bà lấy từng món nhau mà bà. Vòng trước rồi đeo đi. Bà lấy cái vòng bà đeo đi vâng. Từng món. Từng món bà đeo đi vâng. Cô dâu để tay lên bông cô dâu rồi. À, cái này kiện. Kiểu là bà chủ hôn tôi cũng quen lại sắc sảo lắm mà tôi tới giờ mà không biết nói gì, không biết làm gì. Chết quá. Mừng quá. Mừng quá rồi. Rồi. Có người con dâu đầu tiên mà. Đúng rồi, mẹ cho đây. Rồi. Rồi, chú giải phụ mẹ lần sau á. Cái này là phải tập để có ba người con dâu tiếp theo. Rồi để cho cái hiếu xoay cho. Rồi xoay lại. Rồi còn cái lắc này tiếp theo. Cô dâu để tay lên. Để tay lên cái bó bông ấy. Rồi để tay bó bông để cho mẹ đeo lắc nè. Cái này hết cái đeo rồi. Đây
còn đồ đô cả, rất còn bơ ngỡ. Mừng quá. Chúng tôi nắm đâu cơ chứ không phải ít cơm đâu. Ba bốn đêm ngày nào cũng ngủ đâu. Thật á, tôi nói thật luôn, tôi để ý tôi ngủ mà không ngủ. Rồi còn là và hai cái người họ kia là có không? Có kiếm ruột không? Có ruột à? Rồi một rồi một một sợi dây kia đặt tay lên bông của nó. Rồi. Rồi một chiếc nhẫn của bà ngoại để trao tặng cho người con dâu vì lý do đặc biệt là cháu còn duy nhất của bà ngoại thôi đấy. Rồi bác ơn ông bà chủ hôn rồi ông hẳn con muốn nói có điều gì nhắn nhủ con dâu không nào? Ông nghe nhỏ lắm, mẹ nói rồi. Thấy không? Rồi rồi tí bác gái đứng sáng thôi. Vâng, thế hôm nay cũng là ngày vui của gia đình tôi. Tôi không biết nói gì hơn hết. Cũng xin kính chúc đến toàn thể quý tộc mà họ gái với anh trai luôn luôn mạnh khỏe. Và sau nữa là để tôi nhắn nhủ và với con dâu. Đúng rồi, có nghĩa là để chỉ con dâu và muốn gặp bố chồng tôi. Thôi, thôi, thôi. Thế thì hôm nay là ngày vui của hai con. Thế thì ba má cũng rất, nói chung là rất mừng vì đây là đứa con dâu đầu đó. Thì thôi thì các con người đây thì có được gì đó thì vợ chồng luôn luôn gắn bó nhau rồi nó có chuyện gì đó thì tâm sự với ba má để biết mình phải biết những cái gì mà thất bát sau này đó. Tôi thì bà rất là vui mừng, tôi xin kính chúc toàn thể qua mà khắp hàng họ trai như vậy, xin chúc toàn thể gia tộc này gái cũng như là cha luôn luôn thành công. Cô dâu ôm mẹ lại để hai rồi ôm mẹ bao nhiêu ôm mẹ một cái nào ôm mẹ mấy thật chặt rồi 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 cũng xin được tiếp lời cho cháu dâu của tôi như là cháu cuối cũng muốn nghe cái lời của bố chồng là trong tương lai mà chúng con có thiếu thốn những gì để kinh doanh thì ba mẹ có sẵn lòng ủng hộ không nên cái đó là cái mong ước nhất trước mặt cứ thế nói nha để tôi mới ủng hộ cháu dâu. Và tiếp theo xin được mời vợ chồng của anh chị Trả nào, anh cháu hiếu của chúng tôi có một là người chị và một em gái đã lập gia đình rồi. Trước tiên xin mời anh chị Trả, anh chị Sang Thoa là có vâng có điều gì để chúc phúc. Bây giờ nói chung là con cũng xin phép hai bà rồi nói chung là hai vợ chồng con cũng mừng cho hai em đó. Chúc hai em cho năm phút chị có sức khỏe thật này em. Rồi cảm ơn anh chị Sang Hoa. Tiếp theo xin được mời vợ chồng em gái nha, hai em Nhân và Thu. Rồi Nhân Thu ra có lời gì chúc mừng cho hai anh chị nha. Và các em trai của Hiếu chuẩn bị nhá. Không có phải không? Lên xe lại tí, xe lại tí. Rồi chị ấy đứng sẵn. Lên đây để chúc mừng cho anh chị rồi cho nó có tốt tình yêu đi. Rồi. Rồi lên thắng đi. Rồi phát biểu đi rồi. Xin phép bây giờ để con chúc phúc cho hai anh chị. Chúc anh chị cho năm hạnh phúc và công việc tới thì thuận lợi. Chúng em có một ít mừng anh chị ngày đặc biệt. Rồi đứng vào chụp hình anh chị ạ. Anh chị rồi. Anh chị. Rồi buông ra đi xong rồi. Rồi đứng đây, đứng nhìn đây. Rồi. Anh chị ạ, đứng đợi đợi tiếp vào tâm nữa. Rồi xong rồi. Và rồi. Cảm ơn chị Nhân Thu. Và để kết thúc chương trình lễ tân hôn cảnh gia của tập cảnh gia chúng tôi xin phép được giới thiệu từ
chiều hôm qua giờ muốn để cho lúc này để giới thiệu cho nó trang trọng một tí. Tôi là bác tinh thần, là bác đỡ đầu của cháu Hiếu, anh em kết nghĩa với ông Thắng. Và từ ngày hôm qua tới giờ quý vị cũng đã nhắc mặt tôi rồi, nhưng mà bây giờ thì tôi cũng chỉ có một món quà tinh thần để tặng cho hai cháu trước mặt quan viên hồ và quý khách. Tôi mong hai cháu mỗi một lần cơm không lành hay không ngọt trong cuộc sống gia đình vợ chồng nhé, cố gắng nghĩ tới những giây phút này và có thể là nhớ tới món quà tinh thần của bác tặng cho hai cháu ngày hôm nay, để cho hai cháu nhớ tới và có thể có được động lực để cho hai cháu có thể xoa dịu và tha thứ cho những thiếu sót của nhau, rồi có thể là nhận cái ý nghĩa của Thoa và của biết muốn nói với Hiếu thế này, được quay qua biết quay qua để nắm tay Hiếu. Bác nói thay lời của biết nói với Hiếu nhé. Đây là món quà tinh thần thành ma, mong hai cháu sẽ ghi nhớ. Hiếu ơi, giữ lấy lời thề, 100 lời hãy kê cho bằng, dù ai đi dọc về ngang, ngọc lưỡi cũng chỉ một mình chàng mà thôi. Biết chọn đến nước này rồi, dù trong dù đục ngàn đời không phai. Bao giờ cạn nước đầu nai, đổ chùa thêm mù mới sai lời thề. Nay được chọn đến phú thê, được Hiếu đón Biết về làm dâu. Biết nhận chọn mối tình đầu, và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc nhé. Và xin quý vị hãy có tay để chúc mừng cho đôi hôn. Và chúng tôi xin được kết thúc chương trình lễ tân hôn thời gian của tôi lúc này. Và giờ đây quý khách cũng đã lần lượt đến với tiệc cưới tân hôn này để cùng chia sẻ niềm vui với ông bà chủ hôn Trần Văn Thắng và chúc mừng cho cô dâu chú rể. Chúng tôi cũng xin được thay lời cho ông bà chủ hôn xin được trân trọng kính mời vị đại diện ông bà chủ hôn chủ công và toàn thể các bậc cha bác của quý tộc họ nhà Gái đã bị tình thương yêu tháp tùng cùng trong đoàn đón dâu của tôi về với gia tộc họ nhà Gái. Chúng tôi cùng tham dự với tân hôn đại gia lúc này, và giờ đây xin được trân trọng kính mời quý vị hãy ở lại để cùng chia sẻ niềm vui trong tiệc cưới tân hôn của tộc nhà Gái chúng tôi. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng kính mời và rất hân hạnh được đón tiếp quý vị. Lúc này xin quý vị hãy dừng bước chúng ta đôi phút để chúng ta có thể ra sẵn tiệc để chúng ta cùng tham dự tiệc cưới tân hôn. Xin được trân trọng kính mời và rất hân hạnh được đón tiếp quý vị. Xin cảm ơn tất cả các bạn.